Bắt đầu. Trong bảng chữ cái tiếng Việt, chữ nào đứng giữa chữ O và chữ Ơ? Chữ O. Đúng. Tiếp. Dòng tranh dân gian Việt Nam nào được làm chủ yếu tại phố Hàng Nón, Hàng Trống của Hà Nội xưa? Tranh Hàng Trống. Đúng. Chuyển Nhân. Sáng nay em đi chợ sớm tìm mua một vuông vải trắng là lời bài hát nào? Chiếc khăn tay. Đúng. Tiếp. Khi bạn muốn áp dụng hoặc xóa định dạng gạch chân liền giữa các từ thì có thể sử dụng tổ hợp phím tắt nào? Trên trên U. Đúng. Thánh. Thời niên thiếu, Đinh Bộ Lĩnh lấy cây gì làm cờ để tập trận? Cỏ lau. Đúng. Bảo. Giải thưởng Nobel Hòa Bình được trao ở quốc gia nào? Châu Phi. Đúng. Tiếp. Harry Kane, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại World Cup 2018 là người nước nào? Nước Anh. Đúng. Châu. Tổ chức Nông Lương Liên Hợp Quốc có tên viết tắt bằng tiếng Anh là gì? FAO. Đúng. Từ tháng 3 năm 2018, quốc gia nào cấm luộc các loại động vật giáp xác khi chúng còn sống? Singapore. Sai. Thụy Sĩ. Có một đàn chuột biết đi ngang qua hố cống, hỏi có mấy con? Bỏ qua. Trong truyện Trí Khôn Của Ta Đây, anh nông dân nói trí khôn để ở đâu? Mỗi nhà. Đúng. Xương. Ngọn tháp hỗ trợ cho các hoa tiêu trên biển định hướng và tìm đường được gọi là gì? Hải đăng. Đúng. Đăng anh. Nhân vật thám tử Mori trong truyện tranh thám tử Conan nổi tiếng với biệt danh gì? Thám tử ngủ gật. Đúng. Xương. Trong bài hát Phường Hồng, nhạc của Hoàng Thơ Đỗ Trung Quân nổi nhớ được khắc ở đâu? Trên cây. Đúng. Thịnh. Tầm nhìn của mèo tốt nhất là vào ban đêm hay ban ngày? Ban đêm. Đúng. Nhân. Bộ xử lý trung tâm của máy tính được viết tắt trong tiếng Anh là gì? CPU. Đúng. Anh. Theo truyền thuyết, vua Lê Lợi đã trả vật gì cho rùa thần tại hồ Tả Vọng? Gươm bảo. Hết giờ. Như vậy là đồng hồ đã dừng lại ở bạn Thiên Anh. Trời ơi, tiếc quá. Và đồng hồ vừa rồi Đông Sương bấm nút chọn được là đồng hồ 1 phút 45 giây. Một khoảng thời gian cũng khá dài để cho chúng ta có đủ thời gian làm quen và khởi động mình. Nhưng mà tiếc là thời gian đã dừng lại ngay Thiên Anh, canh chàng thạc sĩ của tôi ơi. Trời ơi tiếc. Và chúng ta sẽ phải chia tay Thiên Anh tại đây. Em sẽ ra về với một phần quà của chương trình là một chiếc điện thoại thông minh. Và 500 điểm của Thiên Anh sẽ được chuyển sang cho Lê Nhân. Chúng ta sẽ chia tay với Thiên Anh tại đây. Chúc em thật nhiều sức khỏe và những giảng sắp tới thật thành công nha. Cảm ơn em đã đến với chương trình. Chào tạm biệt.